Bất cứ một sự sức giàu nào đều có giá trả của nó. In jeder Salbung ist ein Preis zu geben. Tôi nhớ đến nay đã gần 3 năm. Ich erinnere mich, bis jetzt ist schon 30 Jahre vergangen. Khi mục sư Benihin tới Berlin. Als Pastor Benihin. Gần 3 năm. Fast 3 Jahre. 3 năm rồi đấy. Fast 3 Jahre her. Als Pastor Benihin kam nach Berlin. Tôi nhớ cái ngày mà tôi đứng rất là bình thường ngồi như vậy, mặc cái áo tàu. Ich erinnere mich an den Tag, wo ich ganz normal sitzen mit einem Westen. Ông nhìn tôi mặc áo tàu đó và gọi tôi lại gần. Der chinesische Westen und der Pastor sah ihn, Pastor Hong, und sagt, ông bảo cởi áo ra, ông cởi áo của ông đổi cho tôi. Der Pastor Benny hat sein Westen abgezogen, hat ihn. Tôi mặc áo của ông, mọi người còn nhớ không? Mặc áo erinnern. Ja. Và bỗng nhiên ông nói. Und plötzlich sagt der Pastor Benny hin. Tôi tặng anh bộ áo như vậy. Ich schenke dir dieses Kleid. Ông Kleid. Nói hai bộ. Er sagt zwei Anzüge. Mà tôi nghe qua tiếng Nga hay tiếng Đức của anh Thắng hay là đó, thành ra là nói rằng không là ông nói bao nhiêu? Ông nói là bao nhiêu bộ đấy? Ông nói là hai hay là bao nhiêu gì đó? Ba. À, và tôi xin gấp đôi cả. Der Pastor Benihin hat ihm versprochen zwei oder bis vier und Pastor Hong sagt ich will verdoppeln, zweimal mehr. Thành ra tôi mới nói rằng là bốn bộ. Pastor Hong sagt vier Anzüge möchte ich haben. Và sau đó ông cũng gọi vợ tôi lên và tặng bốn bộ đó. Er rief meine Frau zu dir. Sau đó sự cầu nguyện sự sức giàu trên nhiều tôi tớ Chúa và cả tôi. Und danach hat Pastor Benihin eine Salbung, eine Gebet. Ông hứa về Việt Nam. Und er hat versprochen, er ging nach Vietnam. Tất cả những điều ông nói đó là phép lạ của Đức Chúa Trời. Und all das, was er gesagt hat, das ist ein Wunder von Gott. Và từ đó đến nay đã 3 năm. Seit dieser Zeit bis jetzt ist schon 3 Jahre vergangen. Nhiều người hỏi, mục sư đã nhận được áo của Benihin chưa? Es gibt Menschen, die kommen zu Pastor Hong, sagen, hast du diese Anzug bekommen? Câu trả lời chưa? Ich antworte, nein, immer noch nicht. Mọi người nói, ô, tại sao lại chưa? Und es wundert sich die Menschen, sagen, warum noch tôi nicht? Tôi nói rằng đó là phép lạ của Đức Chúa Trời. Ich sage, es ist ein Wunder von Gott. Không nhận được những áo mà ông ấy hứa trước đám đông cả mấy ngàn người như vậy, đó là phép lạ của Đức Chúa Trời. Er hat zwar das nicht bekommen, aber Pastor Benihin hat versprochen vor vielen Menschen, tausend von Menschen, das ist ein Wunder. Deshalb ist es ein Wunder. Để thứ nhất, phải trả giá trước. Erstens, man muss einen Preis geben, man muss opfer. Thứ hai, khi nhận được sự sức giàu đó, thì không nói rằng đến từ Benihin. Zweitens, wenn die Salbung kommt, dann kann man nicht sagen, ich bekomme die Salbung von Benihin. Thứ ba, khi mặc cái áo của Benihin với sự sức giàu đó, das dritte, wenn ich die Anzüge von Benihin anziehe, der Salbung, không phải trở thành thần tượng để cản trở những người khác nhận được sự sức giàu từ Ngài. Es soll kein Götzendienst sein für mich, còn nếu không, andere Menschen zu bringen. Còn nếu không, wenn nicht, thì người ta sẽ luôn luôn tới để cắt cái áo trộm của Benihin tặng tôi. Sonst kommt man zu mir und và họ nghĩ rằng chỉ có cái áo này mới có sự sức giàu. Still my Anzug und my dieses Anzug ist die Salbung da drin. Chúa là đấng sống, đấng lạ lùng và đấng diệu kỳ. God is a living God, is a wunderbar God. Ngài không ti vị bất kỳ một người nào đứng tại đây và ngồi tại đây. God schätzt jeder einzelne von uns hier. Cái giá luôn luôn kèm theo. Der Preis, der ist immer dazu gehört. Ngày đó tôi cùng một số các trưởng lão. Damals war ich und noch einige Ältesten. Đây là những người ngồi tại đây này. Das sind alle Leute, die hier vorne sitzen. Là những người mà đã được cầu nguyện này. Die wurden gebetet durch Pastor Benihin. Những người không được cầu nguyện không thấy đây nữa rồi. Die Leute, die wurden nicht gebetet, die sind jetzt nicht da anwesend. Mọi người đấy xem. Schau mal das. Cũng cái hàng các trưởng lão cho tôi xếp cho mọi hàng ghế đâu. Genau diese Ältesten waren an dem Tag. Những vị nào được họ được ông đặt tay ngồi đây đây. Jene, die wurde gesalbt, die sind jetzt immer noch da. Còn những trưởng lão mà không được đặt tay không đi đâu. Das sind Ältesten, die nicht gesalbt wurden, du bist Pastor Benihin, wurden nicht da, sind hier nicht hier anwesend. Ông vừa ông bảo, ô hay thật, ông nói vợ rằng, em ơi, anh nhìn thấy một điều, những người mà được ông đặt tay còn lại đây, còn những người không thấy được biến mất. Herr Vương hat zu seiner Frau gesagt, oh, es ist so wunderbar, ich sehe genau das Bild. Cũng ngồi hàng ghế đầu tiên như hết thầy mọi người khác. Genau, sie saßen damals an der ersten Reihe. Ông điểm mặt gọi tên, Pastor Benihin hat jeder einzelne vorne gerufen. Thì còn ngồi tại đây. Und die sind jetzt immer noch da anwesend. Và sau đó chúng tôi vui mừng tiếp nhận sự sức giàu. Sind wir so glücklich, haben die Salbung empfangen. Nhưng mà chúng ta hiểu được sau đó bây giờ cái giá trả như thế nào. Aber wir verstehen bis jetzt, es muss ein Preis zu bezahlen. Es ist nicht einfach. Vui mừng lúc đó ôm lời tiên tri sự sức giàu. Damals sind wir so glücklich, wir haben die Salbung so fest umarmt. Ja, sung sướng. Wir sind glücklich nach Hause gegangen. Phê-rơ sung sướng rằng, ôi tôi được phước bởi vì cha tôi tỏ. Phêrô war so überglücklich, sagt, oh, ich bin so gesegnet, Gott hat mir offenbart. Ông đâu được biết rằng er wusste nicht, sẽ phải chết như thế nào cho Chúa. Wie er sterben werdet, giá trả. Jesus, ein Preis zu geben. Giá trả.
Chúng ta không thể ngây thơ trong trận chiến thuộc linh được. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em về của lễ của Eli. Heute möchte ich euch das Thema Opfer von Elia. Eli. Oh, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah, danke dem Herrn. Eli, hãy cùng tôi dở Elia. Các vua 1 đoạn 17. Wir schauen im 1. König Kapitel 7. Tôi nhìn thấy ich sehe những sân vận động được mở ra. Ich sehe viele Stadien, Fußballstadien werden geöffnet für uns. Tôi nhìn thấy những con người đứng hát ca ngợi Chúa. Ich sehe Menschen, die stehen und die loben. Tôi nhìn thấy cả ngàn người được Chúa lành bệnh và sự sức giàu. Ich sehe thousands of Menschen, die werden geheilt. Điều đó sẽ xảy ra. Das wird geschehen. Tôi nhìn thấy những nhà thờ của mỗi một hội thánh khắp nơi. Ich werde in alle Gemeinde. Xin Chúa cho điều đó được thành. Möge das geschehen. Nhưng hết thảy mọi điều đó all diese Dinge đều có giá trả của nó. Es hat einen Preis zu bezahlen. Có người nữ nào welche Frau khi mang thai không đau đớn, wenn sie schwanger in der Schwangerschaft ist und dass sie keine Schmerzen hat. Có người mẹ nào khi muốn có con mà lại không phải sinh nở, welche Mutter die möchte ein Kind haben und die gebär nicht. Đau đớn kêu la, durch Schmerzen. Khi lên bàn đó kêu rằng không bao giờ đẻ nữa đâu. Durch die Wehen, nach der Wehen sagt, ich will nie wieder ein Kind haben. Anh ơi, chịu hết nổi rồi. Oh Schatz, ich halte nicht mehr aus. Ôi Chúa ơi, cứu con. Oh Herr, rette mich. Con có sống nổi sau khi đẻ ra hay không? Schaffe ich überhaupt durch diese Schwangerschaft? Như khi tiếng kêu đầu tiên được cất ra, oe oe. Als das Baby auf die Welt kam und mit dem ersten Geschrei. Có người tuổi đã cao hơn 40 còn đẻ tiếp. Es gibt Menschen, die sind nach 40 Jahren, die gebären immer noch weiter. Lên bàn mổ rồi kêu là dại quá. Und bei der Geburtszahl sagt sie, oh, ich dumm. Nhưng khi cầm đứa con ở tay của mình. Aber wenn die Mutter das Kind in der Hand thấy nó khóc. Umarmt und sie sah, wie das Kind weint. Nhìn thấy cái khuôn mặt của nó. Schaut das Bild, das Gesicht des Kindes. Nhìn mặt nó. Schaut das Gesicht des Babys an. Mà bên dưới hết đau. Dann vergisst sie diesen Schmerz dann. Nhìn mặt nó. Sah das Kind. Nhìn vợ chồng lại muốn đẻ nữa. Schaut den Mann und will nochmal Kinder haben. Amen. Amen. Không phải tôi nói đâu nhá. Das ist nicht meine Worte, ja? Kinh Thánh nói như vậy đấy. Die Bibel schreibt. Sách Giăng nói như vậy đấy. Johannes steht geschrieben. Khi nhìn thấy sự sống rồi. Wenn man das Leben sieht. Thì niềm vui quên cả nỗi đau. Die Freude ist so groß, dass man der Schmerz vergisst. Chính cái đó, Chúa Giêsu trên thập tự giá trong khi Ngài quằn thắt để đẻ. Genau das Bild am Kreuz von Jesus, wo er gelitten hat. Ngài đã đặt sự vui mừng trước mặt Ngài. Er stellt die Freude vor sich hin. Ngài nhìn thấy sự tự do, nhìn thấy những con người Việt Nam thờ phượng Chúa, hết lòng vui mừng tại đây. Er sieht die Zukunft, dass die Vietnamesen zusammen Gott anbeten. Chịu thập tự giá. Am Kreuz. Khinh điều sỉ nhục. Lass Gott all das Schlechte auf die Seite. Ngài chấp nhận điều đó. Gott akzeptiert das Leiden. Các vua một. Im 1. König. Đây là lời Chúa nói với Eli. Das sind die Worte für Elia. Trước khi dâng tế lễ, thì phải có một giai đoạn huấn luyện Eli. Braucht eine Zeit für. Có một tin vui tại đây. Es gibt eine frohe Botschaft hier. Bạn và tôi là những Eli mà Chúa kêu. Du und ich, wir sind Elia. Chúa nói. Gott sagt. Eli, hãy ra khỏi đây. Das kommt das Wort des Herrn. Geh weg von hier. Đi về phía đông đức. Wende dich nach Osten. Phía đông Berlin. Osten von Berlin. Ẩn ngươi ở khe Corrado gì đây? Cái này là cái gì nhỉ? Ẩn ở khe Corrado. Verbirg dich in Dorado. Đối ngang sông Jordan là ở đối ngang cái hồ. Zu meinem See. Ngươi sẽ uống nước của khe. Und wird getilt durch den Fluss. Ta truyền cho người Đức nuôi ngươi. Durch den Bach. Ich befehle, die Deutschen sollen dich ernähren. Ta truyền cho chim quạ nuôi ngươi tại đó. Ich befehle den Raben, sie sollen dir ernähren. Vậy Eli đi vâng theo lời của Đức Giê-hô-va. Und Elia ging in Gehorsamkeit. Tôi đọc nhiều lần những câu kinh thánh trong kinh thánh nói vâng lời. Ich las mehrmals in der Bibel über das Wort Gehorsamkeit. Đọc thành thói quen. Ich lese so viel, als dass es zu Gewohnheit đọc wird. Mà không đánh giá được từ vâng lời. Ich lese so viel mal, dass ich das Gehorsamkeit nghe nicht mehr vâng lời aufmerksam schenkt.
Das Wort Opfer. Nhưng khó quá đi. Es ist so schwierig. Chúng ta chỉ vâng lời cái gì mà chúng ta thích thôi. Wir gehorchen der Bibel nur das, was wir gern haben. Nhưng mà phải vâng lời một điều hoàn toàn chống nghịch lại cái gì mình đang có. Wir müssen gehorchen das, was in uns wieder ist. Abraham, ông dễ vâng lời Chúa dâng Ismael. Abraham gehorcht Gott und er gibt seinen Sohn Ismael. Nhưng mà dâng Isaac thì cực kỳ khó. Aber für Isaac, sein eigener Sohn, sein Sohn ist es so schwer. Chúa phán dòng dõi người đông như sao trên trời. Gott sprach zu Abraham, dein Volk ist so viel wie die Sterne am Himmel. 24 năm chờ đợi. 24 Jahre lang hat er gewartet. Không thấy. Es sieht kein Kind. Trước đó ông đã tìm cách giúp Chúa. Und vorher probiert er Gott zu helfen. Tạo ra Ismael. Er hat einen Sohn erzeugt, der heißt Ismael. Và cuối cùng nan đề xảy ra. Und am Schluss kam noch mehr Probleme zu. Và khi Isaac ra đời, als Isaac auf die Welt kam, đẹp trai quá. Der ist so schön. Giống bố quá. Er sieht wie der Vater. Mỗi lần ông ta nhìn nó chạy là thấy vui mừng. Jedes Mal wenn Abraham seinen Sohn sieht, er freut sich so riesig. Ông ta quên hết thầy mọi sự để chơi với con của mình Isaac. Er vergisst alles, er spielt mit seinem Sohn Isaac. Nhìn thấy nó ông ta mỉm cười. Jedes Mal wenn er Isaac sieht, er lacht dann. Mỗi lần mỉm cười ông ta lại nhớ lên tên của nó là Isaac là cười. Jedes Mal wenn er Isaac sieht, dann lacht er, wenn Isaac bedeutet lacht. Trong khi cười liên miên và liên tục như vậy. Jedes Mal wenn er kontinuierlich lacht. Chúa nói một lần. Gott sprach in seinem Herzen. Isaac, Abraham. Abraham, hãy dâng Isaac cho ta. Give me Isaac. Hãy dâng Isaac cho ta. Give me Isaac, thy son. Chúng ta nghe từ dâng Isaac tại đây. Wir hören das Wort Isaac Opfer. Vào thời đại này chúng ta khó hiểu lắm. In dieser Zeit ist es sehr schwierig. Nhưng mà ISIS bây giờ đang cắt cổ những người phản loạn đối với họ. The IS, ISIS, the Abraham ngày xưa dâng Isaac có nghĩa là làm y như vậy đó. Abraham hat damals Isaac in offered altar gegeben, genau gleich. Tôi không thể hiểu nổi Abraham trên đường đưa con của mình đi lên trên núi. Ich kann mir nicht vorstellen, Abraham macht sich auf den Weg auf den Berg. Ông nghĩ cái gì? Was denkt er in seinem Kopf? Sự vâng lời. Gehorsamkeit. Tốt hơn của tế lễ. Ist wichtiger als Opfer. Chúa cần sự vâng lời của Abraham. Gott braucht Gehorsamkeit von Abraham. Còn của lễ, Ngài đã chuẩn bị sẵn cái khác rồi. Gott hat schon ein Opfer bereits gestellt. Eli. Elia, vâng theo lời của Đức Giê-hô-va. Gehorch das Wort Gottes. Hãy vâng lời. Gehorchen. Đến nơi ở nơi mé Kerit đối ngang sông Giô-đanh. Er geht in dem Ort. Buổi mai và buổi chiều chim quạ đem bánh và thịt cho người. Und am Morgen am Abend bringen die Raben Brot. Hãy nhắc und lại cùng tôi. Quả. Sag mir nach Raben. Raben. Quả. Raben. Quả đó là một loài ăn tham. Raben sind Vögel, die sehr gierig sind. Quả là một loài ăn bẩn. Raben, die frisst sehr schmutzig. Mà Chúa phán với quả nuôi Eli. Und Gott sprach zu den Raben, sie soll Elia versorgen. Warum? Tại sao Chúa không nói Eli đến Hamburg? Warum sagt Gott nicht zu Elia, er soll nach Hamburg gehen? Ở đó hội thánh sẽ nuôi người. Die Gemeinde wird ihn versorgen. Tin vào con người nấu ăn dễ hơn chứ tin vào quả. Vertrauen auf Menschen, die kochen, ist besser als auf den Raben zu vertrauen. Đây là một trường huấn luyện Eli. Das ist ein Trainingsprogramm. Hãy đến chỗ Elia. Geht dorthin. Quả sẽ nuôi người. Die Raben wird dir versorgen. Hãy tưởng tượng. Stell dir vor, das vor. Người mà tham ăn như vĩnh. Die Raben sind so gierig. Nghĩ gì khi quả nuôi tôi? Was denkst du, wie können Raben uns versorgen? Chúa ơi, ngài phán nhầm mà. Elia wird sagen, Gott, hast du falsch gesprochen? Ngài chắc không biết quả bằng con biết quả. Du kennst den Raben nicht so gut wie ich. Loài tham ăn. Raben sind gierige Tiere. Còn điều nữa, Chúa ơi. Luật của Do Thái nói rằng loài vật sạch và loài vật không sạch. Und auch das Gesetz von Israel, die Tiere, die rein und unrein sind. Quả toàn ăn những đồ ăn của con vật chết thôi. Die Raben, die fressen immer Dinge, Tiere, die tot sind. Phạm luật. Das ist falsch Gesetz, Herrn. Chúa phán là điều đó phải thành. Was Gott sprach, das wird geschehen. Chúa nói với bà Maria rằng chẳng có gì mà Đức Chúa Trời không làm nổi. Gott sprach zu Maria, nichts ist unmöglich für Gott. Có nghĩa là
Không có một điều gì lời Ngài đã phán mà không được thành. Das bedeutet alles was Gott gesprochen hat, es wird in Erfüllung kommen. Không có một điều gì lời Rema đã phán ra từ miệng Ngài mà không được thành. Was alles was Gott aus seinem Mund durch das Rema Wort gesprochen wird geschehen. Thành ra hỡi các trưởng lão và các vị ngồi tại đây. Alle Ältesten, alle Menschen die hier sind. Bất cứ một lời tiên tri nào Chúa phán ra từ miệng Ngài. Alle Prophetien die Gott gesprochen hat durch seinen Mund, das wird geschehen. Nhưng trước đó phải trả giá. Aber vorher muss mir einen Preis geben. Vấn đề trả giá hay không mới là điều quan trọng. Wichtig ist, ob du einen Preis gibst oder nicht. Chứ không phải lời Chúa nói sai hay nói đúng. Das ist nicht das Wort Gottes. Tôi và bạn sẵn sàng trả giá hay không mới là điều quan trọng. Du und ich, ob wir diesen Preis geben oder nicht, das ist wichtig. Có những người cả đời sẽ đeo lời tiên tri trước ngực. Es gibt Menschen, die tragen ständig vor ihrem Brust die Prophetie. Mà không bao giờ được thành. Aber diese Prophetierung wird niemals geschehen. 40 năm 3 triệu người Do Thái. 40 Jahren die Israeliten. Họ đứng nhìn vào đất hứa. Die schauen auf das verlorene Land. Mà không bao giờ được vào. Aber die kommen nie dorthin. Giá phải được trả. Einen Preis zu geben. Eli. Elia. Ồ hay quá, có tiếng Đức ở phía dưới. À. Unterraben brachten. Dạ. Buổi mai, buổi chiều, chim quạ đem bánh và thịt cho người. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch. Hãy tưởng tượng. Stell dir das vor. Chỉ có một mỏ. Die Raben hat nur ein Schnabel. Cùng một lúc nó lấy bánh ở đâu và thịt ở chỗ nào? Gleichzeitig er braucht von irgendwo Brot und Fleisch. Wo bringt er das hin? Theo toán xác suất cực kỳ khó. Durch Mathematik ist es sehr schwierig zu lösen. Nó không phải là con người. Raben sind kein Mensch. Nó chỉ là loài vật tình cờ thôi. Es ist nur ein zufälliger Tier. Thế mà Chúa làm sao để cho quả? Aber wie hat Gott das geschafft? Lại lấy bánh ở đâu? Und wo mà lại bánh là phải do nướng đàng hoàng nhé. Und das Brot muss vorher noch gebacken werden. Lấy thịt ở đâu? Und wo bringt er Fleisch? Mà thịt phải thịt sạch ở chỗ nào? Fleisch, es muss bio Fleisch sein. Có nghĩa là có một cái người nào chuyên làm đồ ăn ở trong bếp xếp ra mời quả tới đưa hàng. Es muss jemand der in der Bäckerei oder có nghĩa là có một cái Imbiss có lịch sử hơn cả nhà Thanh Lai. Es muss ein sauberer Metzgerei sein, der vorbereitet. Và chuyên có một taxi có tên là hàng quả. Und es gibt einen Transporter als Taxi, der heißt, der bringt thường xuyên buổi sáng tới mang đồ ăn. Jeden Morgen bringt er das Essen mit. Vừa thịt và bánh. Fleisch und Brot. Tự cho Eli. Brach das für Elia. Ngày thứ nhất Eli nói, may. May. May mắn. Das erste Tag sagt Elia, oh, ich hab Glück. Ông chờ đợi Chúa ơi, nhớ ngày mai quả không quên nhé. Er sagt zu Gott, Herr, erinnert ihr an den Raben, dass sie nicht vergessen. Chúa hãy giúp cho quả bay đến được nơi chứ không bị bắn ở dọc đường nhé. Hilf den Raben, dass sie zurechtkommen, bevor sie erschossen wird. Vì có một anh tên là Quang cầm súng cao su. Đợi bất kỳ một con chim nào bay ngang qua bắn rụng để mang về nướng cho vợ ăn. Das ist ein Mensch, der heißt Quang und er hat so eine Steinschneide und er wartet, wenn der Raben vorbeikommt und er schießt, knallt ihn ab. Mọi người hiểu câu chuyện này không? Habt ihr die Geschichte verstanden? Cái này là một phép lạ. Das ist ein Wunder. Được khoảng 20 ngày. Nach 20 Tagen. Đúng tròn một kỳ nghỉ Urlaub. Das ist wie eine Urlaub. Ngày nào Urlaub. Sáng cũng ăn. Jeder Morgen hat er gegessen. Chiều cũng ăn. Am Abend hat er giữa gegessen. Sáng và chiều phơi nắng. Am Morgen, am Abend, wenn er unter der Sonne Eli suy nghĩ. Und Elia denkt nach. Ngày mang giấy, mang bút ra vẽ. Khu du lịch sinh thái. Er brings Papier und Stifte und mal diese Umgebung. Nước chảy. Das Wasser fließt. Lập chương trình. Er plant. Quảng cáo trên vô tuyến truyền hình. Er macht im Fernsehen so Werbung. Kêu gọi những người giàu. Rufen alle reichen Menschen. Của Dresden lên để du lịch sinh thái. Aus Dresden sie kommen, sollen Ferien machen dorthin. Chuẩn bị lập chương trình. Sie planen. Chúa phán. Und Gott sprach. Chuẩn bị. Seid bereit. Sáng hôm sau. Am nächsten Tag. Ông quên tối uống nước. Er hat vergessen, dass er am Abend getrunken hat. Er kam am Fluss. Há miệng đời. Am Bach und er wollte etwas trinken. Không thấy gì. Er sah, es ist leer, nichts. Khe đã bị khô. Der Bach war trocken. Ông nhìn vào khe nói, Satan, hãy rút tay của ngươi khỏi cái khe này. Er sagt zu dem Bach, Satan, lass deine Finger weg von hier. Chúa nói, und Gott sprach, ta làm. Das bin ich, nicht Satan. Ta làm cho khô. Ich habe dieses Bach trocken gemacht. Để ngươi không cắm lều ở đây. Damit du dir nicht dein Zelt aufmachst. Để ngươi không xây biệt thự ở đây. Damit du hier kein Schloss aufbaut.
Hãy ra khỏi khu du lịch sinh thái của người. Đi vào trong thành. Geh in die Stadt. Ta không kêu gọi người chơi với quạ. Ich sag nicht, du sollst spielen mit den Raben. Người đã kết ước với quạ nhiều rồi. Du hast mit den Raben viele Verheißung geschlossen. Chúa chuẩn bị Eli cho in die Stadt. Người chứ không phải cho quạ. Gott hat Elia gebraucht für Menschen und nicht für Raben. Ông bước vào câu chuyện tiếp theo kể rồi. Wir kennen die Geschichte weiter. Khoảng hơn 3 năm. Nach 3 Jahren. Chúa phán với Eli. Gott sprach zu Elia. Trường Thánh Kinh đã xong. Die Bibel, deine Bibelschule ist beendet. Eli hay gặp Ahab. Elia soll dem König Ahab begegnen. Ahab là một vị vua làm những việc tội lỗi hơn cả vua cha của mình. Ahab ist ein König, der hat so gesündigt, schlimmer als sein Vater zuvor. Ông có người vợ tên là Jezabel. Ahab hat eine Frau, die heißt Isabel. 450 tiên tri giả thờ thần ba anh phục vụ bà. Es sind 450 falsche Propheten, die diese Frau Isabel angebetet hat. 400 tiên tri giả thờ thần Atate. Die haben den Gott Atate angebeten. Có nghĩa là đội quân khoảng một trung đoàn. Das bedeutet, es ist eine Armee. Gần 1000 người. Über 1000 Menschen. Đi cùng với bà đó. Und die gehen mit dieser Frau Isabel. Eli xuất hiện với Ahab. Elia kam mit dem König Ahab. Vừa nhìn thấy Eli, Ahab nói. Als der König Elia sah, sprach. Hey, kẻ làm rối loạn dân Israel. Hey, du hast das Volk durcheinander gebracht. Eli nói rằng không. Elia sagt nein. Chính vua là kẻ làm rối loạn Israel. Du bist König, der dieses Israel zerstört hat. Ahab đổi tội cho tiên tri Đức Chúa Trời. Ahab gibt die Schuld dem Prophet Elia. Nhưng mà Eli chỉ thẳng vào mặt Ahab nói chính ngươi. Aber Elia zeigt den Finger auf den Và König. Eli du nói, bist es. Und Elia sagt, Chúa phán, hãy tập hợp lại dân sự. Gott sagt, du sollst das ganze Volk versammeln. Tập hợp lại 850 tiên tri giả của du các ngươi. Alle Propheten und deine falschen Propheten bringen. Chúng ta cùng dâng tế lễ. Wir werden zusammen im Altar ein Opfer geben. Các ngươi gọi thần của các ngươi. Ihr sollt eure Götzen anrufen. Ta sẽ gọi Đức Giê-hô-va của ta. Ich werde Gott Yahweh anrufen. Thần nào đáp lời bằng lửa? Wessen Gott antwortet mit Feuer? Đó là Đức Giê-hô-va. Das ist Yahweh Gott. Ở đâu có thần của Ngài? Wo der Geist Gottes ist? Ở đó có sự tự do. Da ist Freiheit. Nước Đức Chúa Trời không phải từ tài sự ăn uống. Das Reich Gottes ist nicht hängig vom Essen. Mà bởi sự công bình, bình an và vui vẻ trong Đức Thánh Linh. Sondern von Gerechtigkeit. Hãy vỗ tay cảm tạ Ngài. Danke dem Herrn. Hallelujah. Hallelujah. Và sau đó họ dâng tế lễ. Und nachher geben sie ein Opfer im Altar. 850 tiên tri giả. 850 falsche Propheten kommen. Nhảy múa xung quanh của lễ của mình. Die tanzen und springen in ihrem Opfer. Từ trưa cho đến gần chiều. Von Mittag bis gegen Abend. 3 tiếng đồng hồ. 3 Stunden lang. Không có gì hết. Geschah nichts. Kinh Thánh chép rằng. Die Bibel schreibt. Vào tầm dâng tế lễ buổi chiều. Bật hộ cầu Kinh Thánh. Hãy để ý này. Vào tầm dâng tế lễ buổi chiều. Beobachte besonders die Opfer fanden am Abend statt. 3 giờ chiều. Das ist am 3 Uhr abends. Giờ mà các thầy tế lễ theo luật phải dâng của lễ chay lễ tạ ơn. Das sind die Zeit, wo die Priester die Opfer geben. Cũng cái tầm chiều đó Chúa Giêsu đã chút hơi thở cuối cùng. Auch diese Zeit hat Jesus sein letzte Atem. Các thầy tế lễ vào đền thánh. Die Propheten, để dâng của lễ, Hohepriester come in the temple, mùi hương thơm, und geben ein Opfer, thì bức màn xé từ trên xé xuống. In the temple, der Vorhang ist zerrissen in zwei Teile. Eli, zwei Hälfte. Elia, dâng của tế lễ, và bây giờ xem ông làm gì. Opfer. Schauen wir, was macht. Bật câu Kinh Thánh phía dưới nữa. 30. Bây giờ Eli nói với cả dân sự rằng hãy đến gần ta. Dân sự bèn đến gần người, đoạn Eli sửa lại cái bàn thờ của Đức Giê-hô-va bị phá hủy. Quay lại. Da sprach Elia zu dem ganzen Volke, tretet her zu mir, und das ganze Volk trat zu ihm hin, und er stellte den niedergerissenen Altar Jahwes wieder her. Ông làm gì anh chị em? Was macht Elia? Sửa lại bàn thờ bị phá hủy. Er hat das gerissene Altar wieder zurechtgebracht. Người Do Thái ngày xưa muốn liên hệ với Đức Chúa Trời luôn phải lập bàn thờ. Die Israeliten damals, wenn sie zu Gott beten, mussten sie ein Altar bàn thờ là lập lại mối tương giao với Đức Chúa Trời. Das Altar ist bedeutet wieder zu Gott. Bàn thờ là sự cầu nguyện, đời sống cầu nguyện riêng tư với Đức Chúa Trời. Das ist ein Ort, wo sie ein Gebet zu Gott. Chúng ta cần phải lập lại. Wir müssen unser Altar wieder korrigieren. Eli nam ngồi tại đây. Elia, ihr seid Elia. Sửa lại. Männer und Frauen. Hãy về nhà sửa lại bàn thờ đã bị phá hủy. Und bring es wieder in Ordnung, dein Altar. Và xem ông ấy sửa lại kiểu gì nào. Schauen, wie er das macht.
Người lấy 12 phía trên nữa cơ, câu phía trên. Sửa lại bàn thờ bị phá hủy. Tiếp theo, câu 31. Phía trên bị mất mất một câu. Người lấy 12 tảng đá để lập nên cái bàn thờ. Elia làm 12 Steine, um den Altar zu bauen. Ông không phải là lập cái bàn thờ theo ý của ông ấy. Er macht nicht irgendwelche Altar nach seinem eigenen Willen. Ông làm theo lời dặn của Đức Giê-hô-va ngày xưa. Er macht genau das, was Gott damals gesprochen hat. Khi đi qua sông Giô-đanh, durch den Jordan, thầy tế lễ vác hòm bằng trứng đặt chân xuống dưới đất này. Die hohen Priester haben den Bund. Thì nước sông Giô-đanh rẽ ngang ra. Kretzen und das Meer hat sich Chúa nói sau đó rằng, und dann hat Gott gesagt, mỗi một chi phái hãy mang lấy một tảng đá ở dưới chân của thầy tế lễ đó. Nehmen, mang theo chi phái của mình. Und er bringt nach mit seinem Volk. Thì thánh chết rằng họ vác tảng đá đi theo. Und die Bibel sagt, sie tragen den Stein mit sich. Giô-sê làm một cái giao ước hay là làm một cái biểu tượng bằng 12 tảng đá tại nơi đó. Joshua hat damals auf den 12 Steinen ein Altar gemacht. Người dùng 12 hòn đá ấy mà dựng lên một bàn thờ nhân danh Đức Giê-hô-va. Und er baute von den Steinen ein Altar im Namen Jahwes. Cái này là lời hứa của Đức Chúa Trời. Das ist eine Verheißung von Gott. Đời sống chúng ta đến với Chúa cầu nguyện không thể thiếu lời của Ngài. Wenn wir kommen zum Gott in Gebet, brauchen wir das Wort Gottes. Lời Chúa chính là những cái tảng đá đó. Das Wort Gottes sind diese Steine. Chúng ta cần phải đến với Ngài trên lời hứa của Ngài. Wir müssen zu Gott kommen durch sein Wort. Đừng dâng của lễ theo ý riêng. Gib nicht ein Opfer nach deinem eigenen Meinung oder Willen. Cain đã dâng của lễ theo ý riêng. Cain hat sein Opfer nach einem eigenen Willen ông gegeben. Dâng cốc, ông dâng hoa quả. Er gibt einfach Früchte. Điều mà các tôn giáo bây giờ hay làm. Die viele Religion dieser Welt macht jetzt dasselbe. Còn Abel dâng tế lễ, aber đó Abel là con thú. Gab ein Opfer, nämlich ein Tier. 12 tảng đá. Die 12 Steine. Sau đó ngài đào, sau đó ông ấy đào chung quanh bàn thờ một cái mương đựng đầy hai đấu bột giống. Und er machte rings um den Altar einen Graben im dâng Umfang. Củ quý nhất, những hạt giống xung quanh. Er gab das Beste, để đợi ngày mùa. Saat. Rồi chất củi xả bò tơi ra từng miếng. Und er richtete das Holz zu und zerstückte den Faden. Hãy nhắc lại cùng tôi, xả bò tơi ra từng miếng. Wiederhol mir nach, richtete das Holz und zerstückte den Faden. Việc làm rất là chậm rãi. Die Tat, was er macht, ist sehr großzügig. Bò tơi đây là gì anh chị em? Was sind die Faden? Từng miếng đây là cái gì? Was bedeutet Stück für Stück? Paulo nói. Paulus sagt. Tôi này xin anh em. Ich bitte euch, hãy dâng chính thân thể mình làm của lễ sống thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Gib euren Körper selbst als Altar für Gott, als con bò tơ này là chúng ta đấy. Diese Frage ist in wir. Con bò tơ này là tôi và ngài và bạn đấy. Diese Frage ist du und ich. Xả ra từng miếng là thế nào? Was bedeutet in Stücke zu zerschneiden? Thành đừng nhìn tớ, đây không phải là tùng xẻo đâu. Schau mich nicht so streng an. Xả ra từng miếng có nghĩa là đặt hết mọi ý riêng của mình lên trên bàn thờ. Ins Stücke schneiden bedeutet, wir geben all unsere Gedanken und Willen in den Altar. Xin cha, cho con Jesus không phải uống chén này. Jesus sagt, nimm den Kelch von mir weg. Xin ý cha được nên. Aber nicht nach meinem Willen, sondern nach deinem Willen. Chúa đã xả từng miếng ý muốn riêng của mình. Gott hat jede einzelne unserer Gedanken in Stücke zerschnitten. Đặt lên trên bàn thờ làm cúng. Und stell das im Altar als ein Opfer, Brandopfer. Phaolô nói rằng tôi chết hàng ngày. Paulus sagt, ich sterbe täglich. Có nghĩa là tôi xả tôi thịt ra hàng ngày. Das bedeutet, ich zerschneide mich selbst. Đưa hết thảy mọi ý riêng của mình, chương trình riêng của mình lên trên cho Ngài. Meine eigene Gedanken soll ich dem Herrn hingeben. Bạn nói rằng xong rồi, mục sư ơi. Du sagst, oh Pastor, das ist chồng tôi về sau kỳ trại này là kỵ sĩ không đầu rồi. Oh, my man wird nach Hause kommen ohne Kopf dann. Bảo vì sao? Warum, frag ich. Bảo cái gì ông làm, nói rằng là đợi Chúa đã. Alles, was die Frau zu dem Mann không sagt, biết Chúa có muốn hay không. Mach das und dann sagt der Mann, warte, ich muss auf den Willen Gottes warten. Đưa ý riêng lên cho Ngài, không có nghĩa là đầu chúng ta không làm việc. Dein eigener Wille dem Herrn geben heißt nicht, dass du nicht tut. Nhưng mà hãy tìm kiếm ý muốn của Chúa, sondern, học với cái gì bạn mong muốn hay không. Sondern suche nach dem Willen Gottes, nach dem Wort Gottes, was Gott will. Amen. Amen. Tôi thấy kẻ thù kinh hoàng nhất lại không phải là kẻ thù của mình. Ich sehe, der schlimmste Feind in unser Leben ist nicht dein Feind. Kẻ thù kinh hoàng nhất của mình chính là ai mà người biết không? Wisst ihr, wer unser schlimmste Feind ist? Bạn có muốn tôi chỉ cho bạn không? Wisst ihr, dass ich euch zeigen möchte? Hãy cầm ngón tay như vậy. Đầu tiên lấy ngón tay chỉ thẳng vào tôi trước đã. Sau đó bắt đầu nhìn này, qua ngay theo hướng đúng thế của tôi. Sang bên trái. Đây. Có nghĩa là mỗi một người sẽ thấy được kẻ thù của mình. Jeder einzelne von euch sieht euch selber als Feind. Đó
chính là xác thịt. Das ist euer Fleisch. Đó chính là xác thịt. Das ist euer Fleisch. Lập lại bàn thờ. Ein Altar wieder zu bauen. Tưởng là dễ. Man meint es sei einfach. Tôi nói thật nhé, tôi đã từng đi buôn ở bên Nga. Ich sag euch ehrlich, có những có những tuần cả tuần sống ở ngoài sân bay. Ich habe in Russland mal in ganzen Tag lang im Flughafen máy bay hạ cánh để đưa vàng ra ngoài. Das Flugzeug kommt und có người đưa vé và đưa tiền bay ngược trở lại để lại lấy vàng từ thành phố kia. Es kommen Menschen vom anderen Flughafen kommt nach Russland, gibt das Geld und nimmt die Ware und tắm vào ngủ ở khách sạn sân bay. Er schlief damals im Flughafen. Nhận tiền xong lại đi xuống vùng Trung Á lấy vàng. Er empfängt das Geld und geht wieder nach Asien, holt lại chuyển sang bên Ba Lan. Und dann fliegt wieder nach Polen. 3-4 giờ sáng dậy để đi buôn. Er musste 3-4 Uhr morgen aufstehen, um zu arbeiten. Dậy được. Er kann aufstehen. Nhưng mà cầu nguyện. Aber beten. Được 3 hôm. Nach 3 Tagen. Cố gắng là 6 giờ. Dậy. Er probiert um 6 Uhr aufzustehen. 5 giờ dậy. 5 Uhr morgen aufzustehen. Cố gắng được 3 hôm. Er probiert, er bemüht sich und er schafft 3 Tage. Und nachher. Đặt đồng hồ. Er macht einen Wecker. Das Wecker vibriert. Trần Mạnh Hùng nói với Trần Mạnh Hùng. Der Pastor Hùng sagt mit sich selbst. Thôi ngủ chút đi mà. Er schlaft ein wenig. Thôi ngủ chút đi mà. Nur noch ein wenig. Thôi ngủ chút đi mà. Schlaf noch ein wenig weiter. Nó tán tôi. Das Schlafen verführt ihn. Và tôi gục ngã. Und er fällt um. Ăn đi, ăn đi. Is, con is. Cá với chuột nưa. Có ai biết ai ngờ. Vẫn giữ tròn danh dự. Cái này thì không biết rồi. Sorry, cái này là thơ của Tô Hữu rồi. Is sind aus den Fischen. Und das wird, keiner wird das merken. Nó biết được cái yếu của tôi. Der Feind erkennt meine Schwachheit. Nó biết được cái yếu của bạn. Er kennt deine Schwachheit. Nó chính là Goliath. Er selbst ist Goliath. Của tôi và bạn. Von mir und von dir. Thành ra mình cần phải cắt đầu nó. Phaolô đã tìm ra kẻ thù của ông ấy, đó là xác thịt. Wir müssen ihn den Kopf abschneiden. Ông Paulus đã từ đưa xác thịt lên trên thập tự giá. Paulus hat sein Fleisch am Kreuz aufgehängt. Eli đã xả ra từng miếng. Elia richtete das Holz und zerstückte den Sắp nó trên củi. Legte es auf dem Holz. Và kế đó người nói. Und da sprach er dann. Tiếp theo. Weiter. Hãy múc đầy 4 bình nước và đổ lên trên củ lễ thiêu và củi. Füllet 4 Eimer mit Wasser und gießet es auf hãy das Brandopfer. Hãy làm lần thứ nhì thì người ta làm lần thứ nhì. Tut es zum zweiten Mal und sie taten es. Người tiếp hãy làm lần thứ ba thì họ làm lần thứ ba. Und er sagt, tut es zum dritten Mal und sie taten es zum dritten Mal. Hoàn cảnh chúng ta tại đây là gì? Was sind unsere cái gì là nước của chúng ta? Was sind unser Wasser? Cái quý nhất, cái mà bây giờ đang cần. Das Wichtigste, das Kostbarste ist, was wir brauchen. Đó là tiền. Das Geld brauchen wir. Chúng ta đã dâng hiến một lần rồi. Wir haben schon einmal Opfergabe gegeben. Trưởng lão Cường lại kêu gọi dâng hiến lần thứ hai rồi. Ältesten Cường hat das zum zweiten Mal gerufen. Muốn lần thứ ba không? Möchtet ihr das dritte Mal nochmal? Đây ở nước đổ 3 lần lênh láng trong khi các con của họ đang khát. Dreimal haben sie das Wasser ausgegossen, obwohl ihre Kinder am Durst sind. 3 năm không có nước. Bei 3 Jahren gab es kein Wasser. Họ làm lần thứ ba. Und sie tuten das, taten das zum dritten Mal. Cho đến nỗi nước chảy chung quanh bàn thờ đầy các mương nữa. Und das Wasser rief rings um den Altar. Bắt đầu Eli cầu nguyện. Und dann fing an Elia zu beten. Tiếp theo này. Đến giờ dâng của lễ chay ban chiều lúc 3 giờ chiều đấy, đúng giờ mà Chúa Giêsu chút hơi thở cuối cùng này. Und es geschah zur Zeit, es genau um 3 Uhr mittags. Tiên tri đến gần và nguyện rằng. Da kam das Speise Opfer. Lạy Jehovah Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel. Da kam Elia und sagt, oh Gott von Abrahams, Isaac und Israel. Đây ông nhắc lại chính Ngài đã công bố Ngài của Đức là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob. Elia erinnert die Verheißung von Gott zu Abraham, Isaac und Israel. Ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Israel. Heute werde kund, dass du Gott rằng tôi là kẻ tôi tớ Ngài. Denn ich bin dein Knecht. Và tôi vâng lời Ngài làm mọi sự này. Und ich gehorche dir all das, was du mir jetzt như vậy có nghĩa sagt. Là trách nhiệm mà không đổ lửa xuống là việc của Ngài. Wenn das Feuer jetzt nicht runterkommt, das gehört dir, das ist eine Verantwortung. Chúng ta cần làm việc của chúng ta. Wir müssen unsere Aufgabe tun.
Còn Ngài sẽ làm việc của Ngài. Und Gott tut seinen Anteil. Nếu chúng ta không làm việc của chúng ta, wenn wir unseren Anteil nicht tun, thì Ngài sẽ không làm việc của Ngài. Gott wird seinen Teil nicht tun. Ngài không làm hộ chúng ta. Gott wird nicht für uns tun. Ngài chỉ giúp chúng ta làm. Gott will uns helfen. Nhưng mà chúng ta phải chịu trách nhiệm cho việc chúng Aber ta làm. Wir müssen verantwortlich sein, was wir Và machen. Ông nói rằng, und dann sagt er, xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Israel. Tut kund, dass du Gott von Israel bist. Khi tôi rơi trong hoàn cảnh sự khó khăn, wenn ich in der Not war, đứng ở giữa rừng mấy tuần liền như vậy, viele Wochen lang, tôi nói rằng Chúa ơi, ich sag Gott, việc tiếp theo là của Ngài. Was weiterkommt, das ist in deine Hand. Con không cần phải thanh minh. Ich möchte dich nicht, con không cần phải biện luận. Rechtfertigen. Ich bin Chúa là đấng nhìn thấy mọi sự. Du bist der Herr, du siehst alles. Vâng lời. Gehorsamkeit. Còn việc tiếp theo là của Ngài làm. Und den Rest gehört Gott. Amen. Amen. Tiếp theo. Weiter. Đức Giê-hô-va ơi. Oh, Yahweh. Xin nhậm lời tôi. Antworte mir. Xin đáp lời tôi. Antworte mir. Hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Damit dieses Volk wisse, Và dass Ngài du Yahweh Gott bist. Lòng họ trở lại. Und dass du ihr Herz zurückgewendet hast. Amen. Tiếp theo. Amen. Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống. Das fiel Feuer Yahwehs herab. Anh chị em hãy nhắc lại lửa. Wiederhole. Hallelujah. Feuer. Đầu tiên là của lễ. Als erst ist Opfer. Sau đó là lửa. Dann kommt Feuer. Đầu tiên là của lễ. Als erst der Feuer. Sau đó là lửa. Opfer, dann kommt Feuer. Trước của lễ là sự vâng lời. Before Opfer, das ist Gehorsamkeit. Sự vâng lời. Gehorsam. Dẫn tới của lễ. Bringt, führt zu Opfer. Của lễ đúng. Richtige Opfer. Không phải của lễ giả. Nicht falsche Opfer. Không phải của lễ theo ý riêng. Nicht nach unser eigener Opfer. Chúa bảo dâng cái gì? Was Gott sagt. Hay dâng đúng cái đó. Gib genau das Richtige, was Gott will. Đừng thay cái khác. So, ersetz nicht durch etwas anderes. Chúa nói hãy làm. Wenn Gott sagt, tut es. Thì hãy làm điều tut đó. Tut es einfach. Đừng có biện luận. Chúa nicht rechtfertigen. Tôi nói rằng Chúa ơi, tại sao lại là con? Und ich sag Gott, warum denn ich? Chúa nói rằng tại sao không phải là con? Ich sag Gott, warum nicht du? Tôi hỏi Chúa ơi, tại sao lại là con? Ich sag Gott, warum denn ich? Tại sao không phải là ông Cường? Warum nicht der Herr Cường? Tại sao lại là con? Warum denn ich? Tại sao không phải là ông Vượng? Warum nicht der Herr Vượng? Chúa nói không phải con thì là ai? Gott sagt, wenn nicht du, wer sonst? Mọi người hiểu tôi đang nói không? Versteht ihr, was ich sage? Có nhiều cái mà Chúa đòi hỏi bạn phải dâng. Es gibt Dinge, Gott möchte, dass du diese Opfer bringst. Cho mục sư của bạn. Aber du willst gerne den Pastor schicken. Có những cái mà bạn phải dâng. Es gibt Dinge, die musst du bạn geben. Bạn đẩy cho vợ của bạn. Aber du meinst, deine Frau soll das machen. Không phải. Das ist nicht richtig. Bạn nói tại sao lại là con? Dann sagst du, warum denn ich, Herr? Chúa nói, tại sao không phải là con? Gott sagt, warum denn nicht du? Bạn nói, cha ơi, tại sao lại là con phải dâng? God, Vater, warum denn ich? Warum muss ich Opfer geben? Cha trên trời sẽ nói với bạn rằng, unser Vater im Himmel wird dir sagen, nếu không phải là con, wenn nicht du, thì tại sao con ta lại phải chết cho ngươi? Warum muss denn mein eigener Sohn Opfer geben für dich? Cứ luôn luôn nói, tại sao lại là con? Ich sag immer, warum denn ich? Nhưng Chúa Giê-xu không nói, tại sao lại là con? Aber Jesus sagt nicht, warum denn ich? Amen. Amen. Bất chấp hậu quả miễn là vâng lời Đức Chúa Trời. Alles was auf wir preis gibt, gehorcht einfach. Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống. Das fiel Feuer Jahwes herab. Thiêu đốt của lễ thiêu củi đá bụi và giúp nước trong muôn. Opfer und das Holz und Stein. Hãy vỗ tay cho Đức Chúa Trời. Hallelujah. Danke dem Herrn. Danke dem Herrn. Hallelujah. Lửa đang đổ xuống trên những con người tại đây này. Das Feuer fällt jetzt auf jeden Nó không phải chỉ đổ ở đây và dừng lại. Es fällt nicht hier nur und hört auf. Theo bàn, trên xe ô tô. Feuer wird mit dir gehen. Hãy thằng ơi, những con người ngồi tại đây. Ihr lieber, die hier sitzen. Bạn đã nhận lửa rồi. Ihr habt das Feuer empfangen. Có những ai đó đang nhận than. Es gibt Leute, die haben so diese Kohle. Diese heiße Kohle. Bạn giữ trong lòng của bạn. Du hebst in deinem Herzen. Trên xe ô tô của bạn đi. In deinem Auto, wenn du fährst. Bạn suy nghĩ về những điều xảy ra trong trại. Du denkst, was passiert in diesem Konferenz. Về ơn của Chúa. Über der Gnade Gottes. Bạn bật miệng nói. Und dann fängst du an zu sagen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Danke Herr, danke Herr. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Danke Herr, danke Herr. Và bỗng nhiên cảm ơn Chúa, cảm ơn. Danke Herr. Oh, shala ba kara ba ta la ba. Bạn nhận bắp tem đi thì linh ngay trên xe bus của bạn vậy. Und dann wirst du getauft im Heiligen Geist im Bus im Auto. Wo du ngay trên giường ngủ của bạn điều đó xảy ra với đời sống của bạn vậy. Auch wenn du im Bett bist, das wird geschehen. Đấng sống không phải chỉ sống ở chỗ này đâu. Unser lebendiger Gott is nicht nur here. Mà Ngài sẽ đi theo bạn đấng sống đó. Er wird dir folgen. Tiếp theo thấy vậy. Cả dân sự sấp mình xuống đất và la rằng. Und als das ganze Volk es sah, fielen sie auf der Boden. Jehova là Đức Chúa Trời, Jehova là Đức Chúa Trời. Und sprachen, Yahweh, er ist Gott, Yahweh, er ist Gott. Chúng ta thường nói về Eli, nói về quyền năng phép lạ. Wir reden oft von Elia über Wunder.
Nhưng qua phép lạ đó nhìn thấy sự kêu gọi của Eli. Aber durch diese Wunder sehen wir die Berufung von Elia. Eli có sự kêu gọi là chức vụ làm hòa. Elia wurde berufen für einen Dienst für Frieden. Ta sai thần Eli đi trước ngươi trước ngày tai họa. Gott sagt, ich sende den Geist von Elia voran. Cho lòng con hiệp lại với cha. Bringe die Versöhnung vom Sohn zum Cho Vater. Cho lòng vợ hiệp lại với chồng. Vom Frau zum Mann. Cho lòng dân sự quay trở về với Đức Chúa Trời. Zum das Volk wieder zu Gott zu versöhnen. Thần đó là Đức Thánh Linh đang ở đây đó. Das ist der Gott, das ist der Heilige Geist, der jetzt hier bewegt. In deinem Leben. Nếu chồng của bạn chưa đến với Chúa. Wenn dein Mann noch nicht zu Gott kommt. Chưa đến với Chúa. Wenn deine Frau noch nicht nếu zu Jesus kommt. Nếu con của bạn chưa đến với Chúa. Wenn dein Kind noch nicht zu Jesus kommt. Hãy nhận tại đây thần của Eli. Fange jetzt empfange den thần Geist đó là von Đức Thánh Linh. Das ist der Heilige Geist. Ngài sẽ đi cùng bạn. Der Heilige Geist wird mit dir gehen. Và chính thần đó sẽ làm việc. Und der Geist wird das tun. Mỗi một lần con bạn nổi đóa lên. Jedes Mal wenn der Geist wieder dich ist. Hãy từ từ đừng phát âm vội. Fang an nicht an zu schimpfen. Hãy nói Chúa ơi. Sondern rede zu Gott. Hãy làm việc với trong lòng con trước. Heal in my heart zuerst. Đừng trả lời vội. Gib nicht sofort eine Antwort. Để cho thần Chúa trả lời nó trước. Lass der Geist Gottes zuerst helfen. Còn bạn hãy tạm thời mau nghe chậm nói chậm dần. Du sollst einfach mehr hören und wenig reden. Thần sẽ nói trước. Der Geist Gottes wird zuerst sprechen. Khi bạn mau nghe. Wenn du viel hört. Thì thần đó sẽ nói với con bạn nhanh hơn. Dann wird der Geist Gottes durch deinen Sohn reden. Khi bạn chậm nói. Wenn du wenig redet. Thần đó sẽ thúc giục lòng con của bạn. Der Geist Gottes bewegt in dem Herzen. Khi bạn chậm dần. Thì thần đó sẽ đổ tình yêu của Đức Chúa Trời Cha vào lòng con của bạn và chồng của bạn. Der Geist Gottes wird die Liebe geben in deinem Mann und deinen Kinder. Cả dân sự quay trở về với Đức Chúa Trời. Und das ganze Volk kommt zurück zu Herrn. Chưa kết thúc. Es ist noch nicht fertig. Sau đó. Und nachher. Đoạn kinh thánh tiếp theo tôi chuẩn bị kết thúc rồi. Die Bibel beschreibt weiter. Wir hören bald auf. 41, 46. Đoạn Eli nói cùng Ahab rằng hãy đi lên ăn và uống. Und Elia sprach zu Ahab. Gehe hinauf, iss und trink. Vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn. Denn es ist ein Rauschen. Hãy nhắc lại cùng tôi, tiếng mưa lớn. Wiederhole mit mir, ein Rauschen. Eli. Elia. Sau khi thấy lửa đổ xuống. Als Elia sah das Feuer hinunterfiel. Ông nói rằng tôi nghe thấy tiếng mưa lớn. Elia, ich höre ein Rauschen, ein großes Regen. Mỗi một hội thánh tại đây. Jede Gemeinde hierhin. Chúng ta đang nghe tiếng mưa lớn tới. Wir hören ein gewaltiger Regen. Nhưng mà cần phải làm sao đón mưa đến được. Aber wir müssen lernen, wie wir dieses Regen empfangen, aufnehmen können. Có những con chim mà người ta gọi là con chim báo bão. Es gibt Vögel, die sagen, diese Vögel bringen einen Sturm, einen Wind. Nó từ biển bay vào đất liền. Er kam vom Meer und bringt fliegt ans Land. Đằng sau nó khoảng 500 mét. Hinter ihnen etwa 500 Meter. Có những đám mây đi theo nó. Es folgt eine schwarze Wolke mit. Nó chạy trước. Das der Vogel fliegt hervor. Và mưa đi theo sau. Und der Regen folgt nach. Có thể nó chạy trốn khỏi đám mưa. Es kann sein, dass diese Vogel probiert. Nhưng mà người ta nhìn thấy rằng nó luôn bay trước những cơn mưa. Aber man sieht, der Vogel fliegt meistens voran. Người ta gọi nó der Regen kommt. Những con chim báo bão. Man nennt diese Vogel, die bringen vorher. Den Regen. Eli báo rằng có cơn mưa lớn. Elia, truyền voraus Prophezeiung sagen, tiếp es kommt ein gewaltiger Regen. Tiếp theo. Ở đây có hai loại người lãnh đạo. Hier gab es zwei Arten von Leitern. Ahab, sau khi nghe xong trở nên ăn uống. Ahab ging hinauf um zu essen und trinken. Nghe thấy cơn mưa lớn. Er hörte das gewaltige Regen. Er ist glücklich. Ăn uống. Er fängt an zu essen. Còn Eli. Leo lên chót núi Carmen. Elia aber stich auf den Gipfel des Karmel. Cúi xuống đất úp mặt mình giữa hai đầu gối. Er beugt sich zwischen seinen zwei Knien zur Erde. Làm thí dụ nào cho người phía dưới kia. Wie kann ich nhìn das thấy. Machen, dass ihr das seht? Eli quỳ gối như vậy này. Eli geht auf die Knien. Úp mặt xuống đầu gối như vậy này. Sein Gesicht auf zwischen seine Knie. Đây là tư thế của người phụ nữ Do Thái đẻ. Das ist diese Position, wo die Frauen von Israel die das Kind auf die Welt bringt. Ngày xưa họ không nằm trên bàn. Damals liegen die Frauen nicht auf dem Bett. Dass sie das Kind auf die Welt bringt. Họ ngồi tư thế như vậy này, quỳ tư thế như das, vậy. Này. Das ist ihre Haltung, wenn sie das Kind auf die Welt giống bringt. Giống như đi toilet ở nông thôn Việt Nam vậy. Das ist wie wenn die Vietnamese auf die Toilette gehen. Đây là tư thế của người đàn bà dặn đẻ. Das ist die Position. Đừng chụp, đừng đưa lên mạng. Wo die Frauen das Kind bringen. Sie sollen nicht fotografieren, okay. Bring das nicht in the Internet. Okay. Đây là tư thế của người dặn đẻ. Das ist die Position für wenn die Frau das Kind auf die Welt bringt. Das ist die Wehe, die Geburtsvorbereitung. Eli
muốn biến cái gì ông nghe thành hiện thực. Elia möchte das, was er gehört, in die Tat umsetzen. Cầu nguyện xong, đoạn người nói với kẻ tôi tớ mình rằng: Er bet nach dem Gebet, sprach xin hãy đi lên. Gehe doch hinauf. Ngó về phía biển. Schaue nach dem Meere hin. Kẻ tôi tớ đi lên xem nhưng nói rằng không có chi hết. Und er ging hinauf und schaute und er sprach, es ist nichts da. Eli không nghe xong rồi nói rằng tôi chết rồi. Elia nach dem Meere von seinem Diener gehört, dass er ngay ở đâu? Gott, wo bist du? Ông ấy tiếp tục nói, hãy trở lên 7 lần. Elia sagt, gehe wieder hin 7 mal. Người của Đức Chúa Trời biết Chúa hứa là Ngài làm. Der Mann Gottes, wenn er weiß, was Gott sprach, wird er das auch tun. Bởi vì ông đã thấy quả nuôi ông hàng ngày. Denn er hat selbst aus seinem Leben erlebt, dass die Raub ihn gefüttert hat. Ông đã nhìn thấy cái khe khô nó có tác dụng gì sau này rồi. Er hat den Bach gesehen, ông wie bauen das trocken war. Cái khe khô để có cơn mưa lớn. Er wusste genau, durch diesen Bach, wo das trocken war, nếu khe không khô thì không thể có cơn mưa lớn được. Wenn das Bach nicht, wenn der Bach nicht trocken ist, nếu cuộc đời của bạn ngồi tại đây có cái điều gì đó bị khô, wenn in deinem Leben etwas ist trocken ist, đừng than vãn, jammer nicht, hãy nhìn qua cái khô đó, thấy bàn tay của Đấng sống. Schau durch die Trockenheit der Hand Gottes. Hãy cảm tạ Chúa rằng Chúa ơi, danke dem Herrn, sag Herr, nếu cái khe này bị khô, auch wenn dieser Bach trocken, Chúa có chương trình gì dành cho con, du hast einen Plan für mich, con tin rằng Ngài cứu con không phải để chết. Ich bin fest überzeugt, du hast mich gerettet, nicht damit ich sterben müsste. Nếu nó khô, auch wenn es trocken wird, thì Ngài sẽ có khai một cái nguồn nào khác. Du wirst mir eine neue Quelle bringen. Chúa ơi, oh Herr, con vẫn thờ phượng Ngài. Ich werde dich weiterhin anbeten. Vẫn tôn vinh Ngài. Ich werde dich weiter anbeten. Rồi bạn sẽ thấy cơn mưa lớn tới. Dann wirst du einen starken, gewaltigen Regen bekommen. Eli đã nói với tôi tới rằng hãy lên 7 lần. Elias sprach zu seinem Diener, geh 7 mal hin. Amen. Amen. Đến lần thứ 7. Und zum 7. Mal. Kẻ tôi tớ đáp rằng, da sprach der Diener, tôi thấy ở phía biển có một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Siehe, ich sehe eine Wolke klein wie ein Eli bèn tiếp Hand. Rằng, hãy đi nói với Ahab rằng hãy thắng xe đi xuống kẻo mưa cầm vua lại chăng. Da sprach er, geh hinauf, sprich zu Ahab, spanne an und fahr hinab, dass der Regen dich nicht aufhalte. Tiếp theo, trong một lúc, trời bị mây che đen. Und es geschah unterdessen, da ward der Himmel gió schwarz. Nổi dậy. Von Wolken und Wind, es kam ein starker Regen. Có cơn mưa rất lớn. Es kam ein starker Regen. Và có cơn mưa rất lớn. Und es kam ein starker Regen. Và có cơn mưa rất lớn. Und es kam ein starker Regen. Mời đứng dậy. Wir können aufstehen. Đây chính là câu cuối cùng của kỳ trại này. Das ist mein letzte Wort für diese Konferenz. Và có cơn mưa rất lớn. Und es kam ein gewaltiger Regen. Và có cơn mưa rất lớn. Und es kam ein starker Regen. Đầu tiên, als erste, bạn phải vâng lời. Du musst gehorsam. Sau đó dâng của lễ đúng. Dann kommt ein Opfer, ein richtiges Opfer. Lửa từ trời. Das Feuer fällt vom Himmel. Dân sự quay trở về với Đức Chúa Trời. Das Volk kommt wieder zurück zum Gott. Và sứ của họ có cơn mưa lớn. Und sein Volk kommt ein Regen, wir kommen ein Regen. Halleluja. Halleluja. Hãy đi với Chúa cầu nguyện. Wir kommen zum Herrn in Gebet. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Oh, Vater, wir danken dir. Trời ơi, chúng con cảm ơn các anh chị em hãy đến với Chúa cầu nguyện. Oh, we come to đời sống của bạn cần cơn mưa lớn. Dein Leben braucht ein Regen. Đời sống cá nhân của bạn cần cơn mưa lớn. Dein Leben persönlich. Gia đình của bạn cần cơn mưa lớn. Deine Familie braucht ein Regen. Cha mẹ của bạn cần cơn mưa lớn. Deine Eltern braucht ein Regen. Con cái của bạn cần cơn mưa lớn. Dein Sohn braucht ein starker Regen. Nhóm tế bào của bạn cần cơn mưa lớn. Deine Gemeinde braucht công an việc làm Regen. Của bạn cần cơn mưa lớn. Hội thánh của bạn cần cơn mưa lớn. Gemeinde braucht ein starker Regen. Và để có nó, damit hãy trân trọng những cái khe đang bị khô. Schätzt all die Bachen, die trocken sind. Hãy vâng lời Ngài. Gehorsam dem Herrn. Hãy nói với Chúa rằng của lễ nào cần phải dâng. Sag zum Herrn, welche Opfer muss ich dir geben? Chúa sẽ chỉ cho bạn biết. Gott wird dir zeigen. Chúa sẽ chỉ cho bạn biết của lễ. Gott wird dir den Opfer zeigen. Và xin Đức Thánh Linh. Und bete dem Heiligen Geist, giúp con dâng đúng của lễ này. Hilf mir das richtige Opfer zu geben. Giúp con dâng đúng. Hilf mir das richtige. Oh, Chúa con cảm ơn Ngài. Herr, wir danken dir. Chúa con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Wir danken dir, Herr. Hallelujah. Oh, shalabarabasontolomokolamashandalamamamakayali. Cảm ơn Chúa vì kỳ trại này. Danke Herr für diese Konferenz. Cảm ơn Chúa vì mỗi người tại đây. Danke für jeden einzelnen Menschen hier. Cảm ơn Chúa vì mọi sự xảy ra. Danke für das alles was geschah. Cảm ơn Chúa vì trận chiến. Danke für diesen Kampf Herr. Cảm ơn Chúa về chiến thắng trong trận chiến. Danke dass wir siegreich werden. Mỗi lần qua chiến trận. Durch jedes Mal Sieg. Chúng con càng cứng cáp hơn. Wir werden stärker sein. Chúa dạy cho con để tay cho con dương nổi cung đồng. Du lässt uns damit unsere Hand den Bogen ziehen können. Cảm ơn Chúa. Danke dir Herr. Vì lửa của Ngài trên mỗi người tại Danke đây. Danke für dein Feuer für jeden einzelnen Menschen. Hallelujah. Hallelujah.